Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai. Truyền thống hiếu học của dòng họ Giàng ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, một điển hình ở vùng cao Lào Cai trong việc học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Người dân xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng lại đứng trước nguy cơ mất mùa do ô nhiễm công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của tỉnh. Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Lào Cai đặt ra mục tiêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh phát triển là trung tâm kinh tế, văn hóa, đối ngoại của khu vực Tây Bắc, trong đó xây dựng thành phố Lào Cai là đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế thương mại, đối ngoại và hợp tác quốc tế, xây dựng Sapa trở thành thành phố du lịch, khu du lịch trọng điểm quốc gia, đồng thời sẽ tăng cường chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, để lại 100% số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, 100% số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và để lại một số khoản thu khác như tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các giấy phép do Trung ương cấp cho địa phương, khoản thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để tỉnh có thêm nguồn lực tái đầu tư phát triển. Đề nghị Chính phủ quan tâm đầu tư khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu du lịch quốc gia Sapa và nâng cấp đô thị thành phố Lào Cai. Đề nghị một số cái chính sách để bảo hộ các sản phẩm sản xuất ra ở tỉnh như là phân bón, nhà máy DAP số 2, rồi vôi thép, thế rồi thì đồng vân vân. Hiện nay thì cái cạnh tranh nhất là với hàng Trung Quốc đang gặp khó khăn và là những doanh nghiệp nhà nước là chính, nên là đề nghị có bảo hộ thì tỉnh cũng đã có báo cáo. Và đề nghị có những cái chính sách đặc thù để phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt Trung thì tỉnh đã có đề án. Và Thủ tướng đã giao cho Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính, các bộ cân đối nguồn lực để quyết, thế nhưng mà cũng chưa rõ, đề nghị sớm rõ cái này. Đề nghị có cơ chế đặc thù để xây dựng Sapa thành khu du lịch tầm cỡ quốc gia, cái này Thủ tướng đã phê duyệt thành khu du lịch quốc gia, thì có một số cái đề nghị. Thứ nhất là cho phép là tỉnh, tức là nhà nước, xây dựng cái cơ chế là nhà nước thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng để từ đó giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm đối với một số dự án cụ thể như bố trí vốn ngân sách cho dự án đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sapa và sớm triển khai giai đoạn 2 trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, xây dựng đoạn Yên Bái Lào Cai thành 4 làn xe. Quan tâm bố trí vốn cho các dự án như dự án đường tuần tra biên giới tỉnh lộ 156, cầu biên giới giữa hai nước Việt Trung, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Lào Cai, hỗ trợ đầu tư bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Tại cuộc làm việc, đại diện các bộ ngành đã trả lời, làm rõ thêm về những kiến nghị đề xuất của Lào Cai, đặc biệt là những cơ chế, chính sách đặc thù để Lào Cai phát triển. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh tới việc địa phương đã dẫn đầu khu vực Tây Bắc trên nhiều lĩnh vực, nhất là về nguồn thu ngân sách nhà nước, hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch. Đồng thời đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh và thành công trong công tác đối ngoại của tỉnh. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng hiện Lào Cai vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, vì vậy cấp ủy chính quyền địa phương cần phải có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo để đạt được các mục tiêu tăng trưởng một cách bền vững trong những năm tới. Ý chí, nghị lực, quyết tâm của đảng bộ này, của ủy ban dân này, của hội đồng dân ở đây, của nhân dân ở đây rất quan trọng cho được phát triển. Nếu chúng ta chỉ không thỏa mãn với những kết quả đạt được, bây giờ đầu nhiệm kỳ tôi luôn nói cái ý này để các ông chí quyết liệt hơn, chỉ đạo toàn diện hơn. Cho nên tôi khi vào cửa tôi nói đề nghị ông sửa khẩu hiệu đi, thành một tỉnh phát triển, một tỉnh giàu mạnh của vùng Tây Bắc. Lào Cai phải đặt mục tiêu đó cho rõ hơn, quyết tâm hơn. Đấy. Trong đó tôi đề nghị các ông chí du lịch phải đưa lên mức
góp khoảng 3% GDP. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lào Cai với cách đi một bước làm một cách làm mới với đặc điểm khí hậu thổ nhưỡng ở đây. Phát triển kinh tế cửa khẩu coi là lối ra của Lào Cai. Cho nên tôi rất là đồng tình cái ý mà cái Trang Nam mà ông Vịnh có nêu đấy. Xây dựng Lào Cai thành một cái khu kinh tế đầu mối trung chuyển hàng hóa của các nước tiểu vùng sông Mekong, ASEAN, Trung Quốc, trung tâm logistics hiện đại của khu vực quốc tế, có kết nối hệ thống cảng biển, cảng cảng, cảng hàng không, ga đường sắt, mạng lưới giao thông đường bộ v.v. Những ý tưởng như vậy các đồng chí phải suy nghĩ và triển khai quyết liệt hơn, chủ động hơn đối với kinh tế đối ngoại cũng như xây dựng cơ sở vật chất ở Lào Cai. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng giao cho các bộ ngành xem xét trên cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng trao đổi về những khó khăn của nguồn ngân sách nhà nước, mong muốn Lào Cai tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đối với những công trình dự án đầu tư cấp thiết, thì chính phủ đồng ý và giao cho các bộ ngành xem xét sớm bố trí vốn, tránh việc các địa phương phải cắp cặp lên trung ương xin phép chờ đợi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng hiện Lào Cai đang ở vào giai đoạn phát triển nóng, vì vậy cần quan tâm tới công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để giữ vững sự ổn định. Khắc phục cho được cái tình trạng an ninh an toàn xã hội về môi trường, về bảo vệ phát triển Sapa một cách nghiêm ngặt, về tình trạng buôn bán người, trộm cắp, rồi với là vi phạm quy hoạch. Nếu chúng ta muốn giữ tỉnh này phát triển bền vững, thì phải thực rất nghiêm túc quy hoạch của thành phố Lào Cai, nhất là khu vực mới cũng như khu vực trung tâm, và đặc biệt là Sapa. Nếu như cơ sở lộn trộn không phát triển bền vững được, nếu như văn hóa của người dân tộc ở đây, ở khu vực này không còn trộm ăn xin, ăn mày, ăn cắp, tất cả diễn ra trong khi khách bùng nổ, mất hình ảnh của Lào Cai, mất hình ảnh của Sapa, không còn gì là du lịch nữa các bạn. Mà cái này đang có nguy cơ, có nhiều vấn đề mà các bạn phải chú ý nghiêm túc hơn. Công an, những là biên phòng, những là các lực lượng, các chức năng, quản lý thị trường, quân đội, các bạn phải làm những cái việc cần thiết để bảo vệ môi trường, quan hệ đối ngoại, tất cả các thứ cho tốt. Phải có cái dự án về môi trường tốt hơn nữa, không để tình trạng thế này. Vì khu công nghiệp tập trung lớn như thế, mà nguyên liệu cơ bản như thế, mà không có những cái hướng xử lý của trung ương về dự án môi trường, làm sao người ta có thể phát triển được. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý với đề xuất của tỉnh Lào Cai về công tác quy hoạch phát triển thành phố Lào Cai và khu du lịch quốc gia Sapa, đồng ý về việc xây dựng địa phương trở thành điểm trung chuyển của khu vực tiểu vùng sông Mekong và ASEAN. Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh trong quá trình phát triển, Lào Cai cần quan tâm thỏa đáng tới công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu cụm công nghiệp, loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường. Ngày 12 tháng 4 tại huyện Simacai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2017. Đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2017, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2017. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra cơ sở xây dựng chương trình công tác kiểm tra giám sát và tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016. Thực hiện tương đối tốt việc thi hành kỷ luật theo phương châm, nguyên tắc, thủ tục của Đảng. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó đã chú trọng công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Qua công tác kiểm tra giám sát đã xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật kịp thời các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát một số nơi còn chậm. Công tác nắm tình hình và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Về nhiệm vụ quý 2 năm 2017, đồng chí Tăng Ngọc Phòng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra giám sát, tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm,
tăng cường kiểm tra giám sát các lĩnh vực tài chính, công tác cán bộ, quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản. Sáng ngày 13 tháng 4, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2017. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề là công tác văn thư lưu trữ, công tác quản trị, lễ tân, công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ lãnh đạo, gồm thu thập thông tin, biên soạn văn bản, tài liệu phục vụ hội nghị, xây dựng chương trình công tác. Sau khi nghiên cứu lý thuyết, các học viên sẽ tiến hành viết thu hoạch và được cấp chứng chỉ công nhận qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm công tác văn phòng ở các cơ quan, đơn vị nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác văn phòng cấp ủy, qua đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu tổng hợp giúp việc cho cấp ủy các cấp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua ở vùng cao Lào Cai, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân tập thể tiêu biểu. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một dòng họ hiếu học điển hình ở vùng cao của Lào Cai, đó chính là dòng họ Giàng ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương. Dòng họ Giàng ở thôn Ngải Phóng Trồ, xã Cao Sơn là một dòng họ có truyền thống hiếu học từ nhiều đời nay. Để tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông, năm 2013, chi hội khuyến học của dòng họ Giàng được thành lập với mục đích khuyến khích, chăm lo phát triển học tập của các thành viên trong gia đình dòng họ. Đến nay, dòng họ Giàng duy trì với 60 hộ và đông đảo hội viên tham gia công tác khuyến học. Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, dòng họ Giàng đã xây dựng quy chế hoạt động. Ban khuyến học của dòng họ thường xuyên họp bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống hiếu học của các bậc cha ông để khích lệ con cháu. Chúng tôi đã thành lập cái quy ước của dòng họ, và thông qua cái quy ước này thì tất cả các thành viên tham gia trong cái dòng họ là đều nhất trí với cái quy ước đưa ra. Trong cái đợt năm 2016 thì chúng tôi cũng đã tổ chức khen thưởng cho 46 cháu là có thành tích cao trong học tập. Để xây dựng quỹ cho phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ, mỗi năm các hộ gia đình đóng góp ở mức khác nhau. Nếu là nông dân, đóng góp 200.000 đồng một hộ một năm. Nếu là cán bộ công chức, viên chức thì mức đóng góp là 400.000 đồng một hộ một năm. Bên cạnh đó là các nguồn quỹ vận động, ủng hộ từ thành viên trong gia đình có điều kiện kinh tế. Chính sự quan tâm khích lệ kịp thời từ dòng họ, cho nên trong những năm qua, con cháu trong dòng họ Giàng xã Cao Sơn chưa có ai thất học, bỏ học. Mỗi năm có 1 đến 2 cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng đại học. 100% các hộ gia đình trong dòng họ đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều người con của dòng họ Giàng hiện đang công tác trong các lực lượng, công an, quân sự, biên phòng. Ở nhà thì bố mẹ tạo điều kiện cho em đi học. Buổi tối, bố mẹ thường nhắc nhở em học bài, học 7 giờ đến 9 giờ. Vào cuối năm học, em được khen thưởng của dòng họ. Qua học bổng thì em sẽ cố gắng học tập để giành được nhiều thành tích hơn. Nhờ sự quan tâm đến việc học tập của các con cháu trong dòng họ mà trình độ dân trí của dòng họ Giàng xã Cao Sơn được nâng cao. Hầu hết các gia đình đều có đời sống kinh tế ổn định và tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương. Với những đóng góp tích cực trong hoạt động khuyến học khuyến tài, dòng họ Giàng được nhận nhiều bằng khen của tỉnh, giấy khen của huyện trong phong trào khuyến học khuyến tài. Thực hiện dự án phát triển đàn trâu và xây dựng thương hiệu trâu Bảo Yên, địa phương đã tuyển chọn được 173 con trâu nái để nhân giống mở rộng quy mô đàn. Qua thực tế thực hiện cho thấy, các xã trong vùng dự án là Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Tân Dương và Việt Tiến, các hộ được tham gia dự án đã quản lý tốt đàn trâu, thực hiện tiêm phòng định kỳ hàng năm. Trong tổng số 173 trâu nái dự án cấp cho các hộ, đã có 45 con sinh sản lứa thứ nhất, số còn lại cũng chuẩn bị cho sinh sản trong năm 2017. Để phát huy hiệu quả của dự án, các xã đang xây dựng kế hoạch chọn hộ, luân chuyển lứa nghé đẻ năm đầu sau khi được 12 tháng tuổi cho các hộ tiếp theo để phát triển dự án theo hình thức ngân hàng trâu.
Hiện đàn trâu của huyện có trên 22.000 con. Các hộ nuôi trâu quy mô lớn ngoài việc xuất bán thì tại huyện Bảo Yên đã có một số cơ sở thực hiện chế biến thịt trâu thành các món ăn truyền thống như thịt trâu sấy, cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng huyện Simacai giai đoạn 2015-2020, tới đây huyện Simacai tỉnh Lào Cai sẽ mở rộng diện tích cây tam thất lên 50 hectare. Huyện Simacai hiện có trên 7 hectare cây tam thất, trong đó xã Nàn Sán có 2,3 hectare, xã Bản Thần có 4,2 hectare, xã Sán Trải có 0,9 hectare. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, huyện Simacai sẽ nâng diện tích cây tam thất lên 50 hectare. Ngoài việc mở rộng diện tích tại 3 xã trên, huyện chủ động trồng thêm cây tam thất tại một số xã khác theo lộ trình từng năm. Vấn đề đang được địa phương quan tâm đó là cần phát triển loại cây dược liệu này mang tính bền vững, thân thiện với môi trường. Thực tế cho thấy, cây tam thất cần nhiều dinh dưỡng trong quá trình canh tác. Do phải trồng ở điều kiện râm mát có độ ẩm cao nên rất nhiều sâu bệnh gây hại. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả và giữ được đất trồng không bị bạc màu, ngành nông nghiệp đang khuyến cáo nông dân cần phải luân chuyển cây trồng khi kết thúc chu kỳ sinh trưởng của cây. Đồng thời áp dụng quy trình canh tác ứng dụng công nghệ cao để hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm sóc, bảo vệ loại cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao này. Tổng số cây xanh được cắt tỉa trong đợt này là 2.091 cây thuộc các tuyến phố ở các phường của thành phố Lào Cai. Đây là đợt đầu tiên trong năm 2017, thành phố Lào Cai tiến hành cắt tỉa cây xanh, dự tính cuối tháng 4 sẽ được hoàn thành. Cắt tỉa cây xanh tại các tuyến phố được thực hiện định kỳ hàng năm, tùy theo tình trạng cây sẽ được cắt tỉa khống chế chiều cao, tẩy trồi, tỉa cành hay chặt bỏ cây sâu bệnh, cây nghiêng. Đợt cắt tỉa cây xanh này được thực hiện tại 10 phường trọng điểm của thành phố với mật độ dân cư đông, lưu lượng xe lưu thông qua các tuyến phố lớn. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, Xí nghiệp Công viên Cây Xanh thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai, đơn vị trực tiếp thực hiện luôn đảm bảo tỉa cây theo đúng quy trình. Số cây xanh được cắt tỉa trong dịp này chủ yếu là tỉa cành chồi, khắc phục việc che khuất đèn đường và tầm nhìn của người tham gia giao thông, đảm bảo mỹ quan và an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, trong năm 2017, các đơn vị kinh doanh vận tải có xe ô tô tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn trở lên phải có giấy phép kinh doanh vận tải và phương tiện phải được gắn phù hiệu vận tải hoạt động. Đến thời điểm này, tại Lào Cai, Sở Giao thông Vận tải đã cấp phù hiệu cho 1.305 xe ô tô vận tải hàng hóa. Theo số liệu thống kê của Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, hiện có 5.119 xe trọng tải từ 3,5 tấn trở lên được đăng ký tại Lào Cai. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đơn vị mới cấp phù hiệu cho 1.305 xe ô tô vận tải hàng hóa, chiếm 30% số lượng phương tiện vận tải. Theo ngành giao thông vận tải, việc cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu còn khó khăn do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thay đổi và ban hành nhiều quy định mới. Trình độ nhận thức của đa số đơn vị kinh doanh vận tải còn hạn chế, dẫn đến việc vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải. Sở Giao thông Vận tải Lào Cai đang đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn đến các đơn vị kinh doanh vận tải tại nơi cư trú được biết và chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Việc cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu cho xe tải sẽ góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an toàn giao thông. Trong một chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã thông tin về những khó khăn trong việc xử lý môi trường ao nuôi do bị ô nhiễm nước thải của người dân thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Chưa khắc phục xong sự cố này, thì vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, một sự cố khác liên quan đến môi trường do nước thải của nhà máy gang thép Việt Trung tràn ra, ảnh hưởng tới diện tích lúa và hoa màu của 19 hộ dân tại thôn 5, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Tại ruộng ngô hơn 3 sào của bà Trần Thị Sen ở thôn 5, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, sự cố tràn nước thải của nhà máy thép Việt Trung đang khiến cho toàn bộ diện tích này có nguy cơ mất trắng. Chúng tôi thấy mưa không to nhưng mà lũ vào. Thế là lũ chúng tôi bảo đúng nhà máy xả ra nhiều lần như thế rồi. Xả ra là chúng tôi biết đã đen rồi, thôi chúng tôi bảo đi vào xem nhà máy nào là ra. Thế thì vào là nhà máy gang thép nó ra. Chứ không phải là nhà máy phốt pho mà không phải là Đức Giang. Mà vào hắn tận nơi xem ngay trong chỗ nó chảy ra mà. Tôi đi vào. Thế nó, cái nước nó nào? Nước màu. Nó đen. Đen. Nước đen lắm, mở ra đến đây nước nó đen xong đó rồi nó bốc lên ruộng đen xì. Tôi ngô rau đấy, tất cả của tôi một yến giống là bây giờ như nhài đó. Cứ chỗ nào nước đi vào là chỗ đấy rụt lại đấy. Cùng chung nỗi lo như bà Sen, bà Vũ Thị Út ở cùng thôn cũng có hơn 2 sào lúa, nhiều khả năng cũng không thể cho thu hoạch. Bởi hiện nay, cây lúa đang bị rụt, đen gốc và bắt đầu xuất hiện sâu bệnh. Nhưng vấn đề làm bà lo lắng hơn là
liệu sau vụ xuân này, gia đình bà có thể tiếp tục sản xuất các mùa vụ tiếp theo nữa hay không? Diện tích nhà tôi là chỉ có khoảng độ hơn 2 xà lúa. Hôm nay thì các anh chỉ về là thống kê, quay là xã chỉ đạo quay thống kê, chỉ nước lũ đến đâu, tràn đến đâu thì thống kê đến đấy. Tôi cũng vận động bà con, rồi động viên nhân dân coi là khắc phục hậu quả, coi là chăm bón kịp thời. Đến nay cây lúa cũng có màu xanh nhưng mà đang hiện tượng là sâu bệnh, nấm sâu bệnh đang chiều hướng là có rụt rễ đen xuống rồi. Đấy, các anh rụt lên cây lúa các anh đã nắm được. Sau này cái chất đất ý, chất đất không biết có chăm bón được như bình thường hay không. Thì chúng tôi là người dân nhờ vào cây lúa, hành, rau, bí rồi nói chung là của bà con là thiệt hại rất là xót. Sau khi sự việc xảy ra, đại diện nhà máy gang thép Việt Trung đã cùng chính quyền địa phương và các hộ gia đình thống kê và xác định có gần 2 hectare lúa và hoa màu của 19 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Trong đó, diện tích hoa màu bị vùi lấp là 4.315m2. Hiện đơn vị gây ra sự cố là nhà máy gang thép Việt Trung vẫn mới chỉ hứa khắc phục hậu quả nếu năng suất, sản lượng lúa và hoa màu khi bà con thu hoạch không đạt như các vụ trước. Thì hôm đấy là vẫn thống nhất cái hướng là để theo dõi, nếu mà ảnh hưởng thì vẫn có phải có trách nhiệm với bà con nhân dân. Và cái việc là có hơn 4.000m2 mà bị vùi lấp thì chúng tôi cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện can thiệp với vấn đề này. Vấn đề được đặt ra ở đây không chỉ là sự đền bù thiệt hại về kinh tế trước mắt cho người dân, mà điều đáng lo ngại là trong thời gian gần đây, tại Lào Cai đã xảy ra hàng loạt sự cố môi trường, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sức khỏe, đời sống và sản xuất của người dân, đồng thời trực tiếp đe dọa mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, suy thận là căn bệnh được coi là sát thủ giết người thầm lặng, bởi nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn cuối. Tại Lào Cai, tuy chưa có số liệu thống kê chính thức, song theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, số lượng bệnh nhân suy thận, trong đó có suy thận giai đoạn cuối những năm gần đây, đang có xu hướng gia tăng. Tại bộ phận thận nhân tạo, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai hiện đang có 120 bệnh nhân chạy thận. Theo bác sĩ Lê Thị Kim Thành, trưởng bộ phận thận nhân tạo, thì số lượng bệnh nhân đang có xu hướng tăng trung bình mỗi năm khoảng 10%. Do lượng bệnh nhân điều trị khá đông nên bệnh viện phải chia ca để chạy thận mới đáp ứng đủ nhu cầu điều trị của các bệnh nhân. Chúng tôi vẫn đang rất nỗ lực và rất cố gắng để đáp ứng được. Hiện tại thì ở đây chúng tôi có 20 máy chạy thận và 120 bệnh nhân, thì có nghĩa là một ngày chạy 3 ca liên tục. Có nghĩa là bình quân một ngày là 14 tiếng. Cùng với các yếu tố nguy cơ khác thì sự gia tăng của các bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng huyết áp, gút và đái tháo đường cũng là nguyên nhân khiến số bệnh nhân suy thận gia tăng. Bệnh thận là tôi cao huyết áp, sau khi chuyển sang thận tôi chạy được 7 năm nay đây. Bây giờ sống chết thì nhờ bệnh viện thôi. Bây giờ thuốc thang ở bệnh viện cho thuốc thì mới dám vẫn điều trị thuốc ấy. Bây giờ bệnh tật mình thì không dám trái thuốc thì sợ nguy hiểm. Tôi bị coi là cách đây được 4 tháng rồi. Cái triệu chứng của bệnh tôi thì tôi cũng chả biết đâu, nhưng sau khi gọi là bệnh như thế thì tôi tự nhiên gọi là phù mặt phù chân. Thế xuống đây gọi là bác sĩ bảo là tôi bị thận. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh suy thận. Đồng thời lưu ý một số vấn đề như cần có chế độ ăn phù hợp và kiểm soát cân nặng, uống lượng nước thích hợp, không hút thuốc lá. Riêng những người có yếu tố nguy cơ đái tháo đường, bệnh gút, tăng huyết áp thì cần lưu ý và điều trị tích cực, tránh để biến chứng sang suy thận. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.